Nhận định PSV Eindhoven với Basel, 1 giờ ngày 24 tháng 7, lượt đi vòng loại 2 Champions League, với phong độ không tốt ở những trận giao hữu trước mùa giải, rất khó để PSV Eindhoven có thể giành chiến thắng ở trận lượt đi đêm nay. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu, link trực tiếp dưới phần mô tả video. PSV Eindhoven và Basel được đặt cách vào vòng loại thứ 2 Champions League mùa này nhờ vị trí thứ 2 ở giải quốc nội mùa trước. Đây là hai đội bóng thường xuyên góp mặt ở sân chơi số 1 châu Âu ở những mùa giải gần đây. Lợi thế cho Basel là họ được chơi trận lượt về trên sân nhà. Tuy vậy, ở trận lượt đi đêm nay, đội bóng Thụy Sĩ chắc chắn sẽ đối mặt thử thách lớn khi phải làm khách ở Phoenix. Với ưu thế sân nhà, PSV Eindhoven được nhà cái đánh giá cao với tỷ lệ 0-1, thậm chí, ở mức tỷ lệ này, điểm ăn của đội bóng Hà Lan đang có xu hướng giảm mạnh. Chắc chắn họ sẽ phải đẩy cao đội hình chơi tấn công nhằm tạo ưu thế cho trận lượt về. Được đánh giá cao nhưng PSV lại không có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới. Về nhân sự, họ mới chỉ có một bản hợp đồng đáng chú ý là tiền vệ cánh Roma Leipzig. Trong khi ở chiều đi, PSV đã chia tay một số nhân tố quan trọng như Luke Jong hay Angelino. Ở loạt trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới, PSV Eindhoven cũng không để lại nhiều dấu ấn. Thầy trò Van Bommel chỉ thắng duy nhất một trận khi gặp đối thủ yếu là Aris Salonika với tỷ số 3-0. Ở 3 trận còn lại, họ bị sừng cầm hòa và lần lượt để thua Nice và Wolfsburg. Với phong độ như vậy, rất khó để đội bóng Hà Lan có thể giành chiến thắng ở trận lượt đi đêm nay. Trái ngược với đó, Basel đã có sự chuẩn bị khá tốt cho mùa giải mới. Trong 5 trận giao hữu hè, đội bóng Thụy Sĩ đã giành 4 chiến thắng, thắng 4, thua 1. Ở trận mở màn giải vô địch quốc gia Thụy Sĩ cách đây ít ngày, họ cũng dễ dàng giành chiến thắng 4-1 trên sân của Thực. Lợi thế của Basel là được chơi trận lượt về tại sân nhà. Vì vậy, họ ít nhiều có tâm lý thoải mái hơn ở trận lượt đi đêm nay. Cộng với sự hưng phấn có được sau trận ra quân ở giải quốc nội, Basel xứng đáng được tin tưởng ở trận lượt đi đêm nay. Đây là màn so tài giữa hai đội bóng có hàng công rất bùng nổ nhưng tỷ lệ tổng bàn thắng chỉ được niêm yết ở mức 2-1/2. Giới chuyên môn nhận định với tỷ lệ này, khả năng nổ tài là không cao. Thực tế, đây là trận lượt đi nên cả hai đều có xu hướng phải chơi thận trọng để tránh kết quả bất lợi.